sao, như thế nào? Đâu, không có nghe được giới thoại là 20 năm rồi. 20 năm rồi. Bấm được thì kết quả cũng được 40%, 50% thì nghe được. Dạ. Thầy vừa nghe được rồi. Dạ. Bây giờ là bấm như vậy, bây giờ lỗ tai bây giờ nghe sao rồi? À, nghe rõ. Bây giờ ông nghe mùi chưa? Thử đi. Nghe cái mùi nè. Có nghe chút mùi phải không? Ngửi thấy cay nhiều rồi hả? Thấy cay nhiều rồi, nó biết có mùi dầu rồi. Có biết mùi dầu rồi hả? Trước đó thì không có gì hết. Mà bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi, 15 mười mấy năm rồi. Điếc thì 20 năm. Điếc cũng vậy, mũi cũng vậy. Cái này tôi không biết bao nhiêu rồi. Tại vì đi người trong thời gian đó thì mình nghĩ mình lớn tuổi rồi, nếu mà nghe được nghe không được thì thôi nghĩ vậy. Bây giờ hôm nay là được ở chùa nói là có thầy lại để chữa bệnh được, thế nên tôi cũng ao ước làm được lấy đây để nhờ thầy chữa. Thì kết quả quá tốt, tới 60-70% rồi, lỗ tai đó bây giờ nghe rõ. Mấy khi là nghe cái máy radio mà nhỏ nghe lỗ tai nghe không được, bên này để đây nghe được hết, bịt bên lại đây bên này nghe. Còn mấy gì khi nghe có bên đây trái không à? Dạ. Yeah. Mặt không nghe được. Thì bây giờ cũng hử mùi cây rồi, mùi dầu hử được rồi. Hử được cũng 30% quá. Nó từ từ chắc có lẽ nó thông thôi. Ngày mai nó không nữa. Dạ, ngày mai thầy là cho nó một chướng nữa là nó đủ. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.